Buổi tối ngày hôm nay, thật sự buổi tháng 3 ngày hôm nay là một buổi tháng bùng nổ về danh hiệu. Và bản thân Cường cũng rất hạnh phúc từng giây từng phút đến ngày hôm nay hệ thống mình. Và sau 8 tháng hợp tác với tập đoàn Sức Trả CD, bản thân Cường đã bước chân vào dự án chơi và đã giúp tầng 1 cho mình của bản thân Cường, đó là vợ chồng Hường Sự cũng sau 5 tháng bước chân dự án chơi cùng với mình. Và xin phép tất cả nhà được Cường giới thiệu bản thân một chút ạ. Bản thân Cường tên đủ là Phạm Đức Cường, năm nay 38 tuổi và hiện tại đang công tác 18 năm ở trong môi trường quân ngũ, và công việc chính của mình là ngành y trong quân đội. Thì thật sự đối với mọi người trong ngành y quân đội ấy, thì thật sự lúc nào mình, một là về cái tự do thì nó không có, hai là rất xa nhà, ba là muốn giúp đỡ cho vợ con mình, thật sự cái thời gian một tháng được về nhà một lần. Và cái thứ tiếp tục là với cái con đường bộ đội này 18, 17 năm nữa bản thân Cường được về hưu. Và với mức thu nhập bây giờ ấy, là 10 triệu một tháng sau 18 năm, thật sự nó không bao giờ đảm bảo được mức sống cho bản thân mình, cho gia đình mình, và cũng không thể giúp mình thực hiện hóa được cái ước mơ. Và cũng đau đáu trong lòng của mình sẽ tìm kiếm một công việc nào đó và có cuộc sống tự do đúng nghĩa. Và bản thân Cường hạnh phúc từng giây từng phút khi biết được đội CV qua thủ lĩnh Nguyễn Thị Dung. Và Cường nó nghiêm túc sau vào đây tìm hiểu và đặt câu hỏi vì sao môi trường nào đã giúp hàng nghìn con người ở ngoài kia họ có cuộc sống ổn định. Rất nhiều người mơ ước mà người ta lại vào trong môi trường này. Và bản thân Cường đã nghiêm túc và tìm hiểu. Và sau 8 tháng hợp tác Sức Khỏe CD, mình nhận được rất nhiều giá trị. Cái giá trị thứ nhất về sức khỏe, và ở môi trường một đội mình chỉ giúp cho một phần nào đó anh em ở trong quân đội có sức khỏe. Nhưng với môi trường CD mình sẽ giúp cho hàng triệu con người sau này cải thiện sức khỏe. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình sẽ được tự do hoàn toàn về không gian, thời gian, tài chính. Và cái thứ ba, mình sẽ được phát triển bản thân con người mình mỗi ngày. Và cái thứ tư, mình sẽ thực hiện hóa tất cả ước mơ trong cuộc sống. Và cái thứ năm ở đây, mình sống một cuộc sống đúng nghĩa, ngày nào mình sống có mục tiêu, có định hướng ở phía trước và mình nhìn thấy con đường phía trước. Vì sao? Kết quả là chân lý. Những con người ở đây, những con người ở đây ngoài truyền thống họ thành công, hoặc là những bạn rất bình thường, lớp 3, lớp 8 công nhân nông dân, 19 tuổi, 21 tuổi, tất cả mọi người thành công vì mình đã đi đúng một con đường, đó là mình đã hợp tác với tập đoàn Sức Khỏe CD. Ở đây có hệ thống thành công, bản đồ thành công, quy trình thành công có hết. Và quan trọng nhất đó là người thuyền trưởng, đó là anh Truy Cường, người đứng đầu hệ thống đã dẫn dắt tất cả 82.000 con người mình đi theo một cái vector, đi theo một cái quy trình. Và Cường khẳng định tất cả những người anh chị em mình trong Zoom chỉ cần tin vào con đường mình đi, đích mình đến, công cụ lựa chọn và hệ thống người dân đường, thì mình sẽ thành công rất lớn ở trên con đường CD này. Cảm ơn thủ lĩnh quốc tế đã cho tôi chia sẻ cùng tất cả người lắng nghe. Cảm ơn bạn Phan Đức Cường, cứ giữ mic nha. Em cảm nhận như thế nào về cái công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng? Đó, mình là 8 tháng này, giúp đồng đội Hường Sự 5 tháng. Thì nhìn cảm thấy cái công thức này này, cái độ chính xác và cái hiệu quả nó như thế nào? Dạ vâng. Thật sự với thủ lĩnh, tất cả người trong Zoom, cái công thức thật sự để đúc kết ra một công thức này, thủ lĩnh đã đi mất 6 năm để đúc kết. Và bản thân tất cả mọi người chỉ cần tin tưởng vào công thức này, và tin tưởng vào hệ thống người dân đường, và tin tưởng vào tập đoàn Sức Khỏe CD, và tin tưởng vào chính bản thân mình, thì khẳng định tất cả mọi người sẽ thành công ở trên con đường CD. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho bản thân Cường chia sẻ.